Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh của em. Kênh của em là Nguyễn Quy Ruby, thì trại của em ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Nhân dịp tháng 6, bên em cập nhật một số dòng cá có bên trại tập chơi và tuyển giống cho anh chị em chơi. Thì dòng đầu tiên anh chị em đã thấy đó là dòng HBLU BDS Bestel 60k một cặp nha anh chị em. Vây đuôi BDS cực kỳ bự luôn. HBLU BDS Bestel vây đuôi BDS cực kỳ bự, anh chị em thấy cái vây bản đuôi BDS cực kỳ bự luôn. Dòng này thì phù hợp cho anh chị em mua về làm giống luôn. Giá cực kỳ ok, cực kỳ hữu nghị luôn anh chị em. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình. Anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được nha anh chị em. HBLU BDS Bestel lẻ 60k một cặp. Dòng này thì anh chị em mua về làm giống hay thả thì sinh hồ nông bộ cực kỳ ok. Anh chị em thấy cái vây đuôi BDS cực kỳ bự luôn, cực kỳ sâu luôn. Tiếp theo là em sẽ lên combo giá cực kỳ rẻ cho anh chị em chơi luôn. Blue Tyson combo 5 cặp chỉ có 150k thôi. Dòng này anh chị em thấy cái đầu màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm bảo vệ nữa không? Giá cực kỳ ok, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 150k mà sở hữu được 5 cặp. Mua về thả thị sinh thì phù hợp ok luôn. Dòng này thì phù hợp cho anh chị em mới tập chơi, mua về thả thị sinh giá cực kỳ rẻ luôn. Đầu màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ cho nó luôn anh chị em ơi. Blue Tarzan combo 5 cặp chỉ có 150k thôi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị. Anh chị em cần liên hệ số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k anh chị em. Hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi không tính phí thùng shop. Anh chị em kiểm tra hàng, anh chị em nhận hàng được kiểm tra hàng luôn anh chị em. Blue Tarzan combo 5 cặp chỉ có 150k thôi. Tiếp theo là em sẽ lên combo cho anh chị em chơi, tiếp tục là coi đỏ Gene combo 5 cặp cũng chỉ có 150k thôi nha anh chị em. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Dòng này thì cũng phù hợp cho anh chị em mới tập chơi, mua về làm giống tập chơi cũng cực kỳ ok. Coi đỏ Gene có đầu đỏ đỏ, cực kỳ xinh luôn, giá cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ có 150k thôi. Thì bên em xin nhắc lại cách thức mua hàng bên kênh Nguyễn Quy Guppy cực kỳ đơn giản. Anh chị em chỉ cần chụp màn hình gửi qua số điện thoại Zalo thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Tiếp theo là dòng AB Gate Go Sighter. AB Gate Go Sighter lẻ 110k một cặp nha anh chị em. Combo 5 cặp thì chỉ có 500k, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hời luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo bên em có hỗ trợ tư vấn chốt đơn. Số điện thoại Zalo bên em ghim trên góc phải màn hình. Anh chị em cần thì cứ nhắn vô đó kết bạn Zalo với bên em, hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. AB Gate Go Sighter, anh chị em là thấy cái vây của nó cực kỳ bự luôn, cái bản rô của nó cực kỳ bự rũ luôn anh chị em. Này là tơ đó nên nó chưa có rũ đó anh chị em, mà nếu anh chị em mua về làm giống thì nuôi lâu thì nó sẽ rũ anh chị em. Size này tơ nên nó chưa rũ thành rô được, nên người ta kêu là AB Gate Go Sighter lẻ 110k một cặp. Combo 5 cặp chỉ có 500k, giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo một dòng cá quốc dân luôn. Coi Gate E tuyển giống luôn nha anh chị em, 100k một cặp. Coi Gate E tuyển giống. Dòng này thì chủ yếu mình chơi con máy thôi, thì giống máy đều lên full tay cực kỳ bự luôn. Có những con lên lưng cực kỳ sâu luôn nha anh chị em. Thì chủ yếu trên máy thôi, tại vì dòng này thì máy xây nó sẽ bự hơn trống, chân trống thì xây nó bé hơn máy nha anh chị em. Coi Gate E tuyển giống 100k một cặp. Hàng cực kỳ chất lượng luôn nha anh chị em. Hàng ở ngoài là có thể bự hơn mấy con trong đây luôn anh chị em. Hiện quay là có con hơi nhỏ, ở ngoài là có con cực kỳ bự luôn anh chị em. Coi đỏ Gate E. Coi Gate E tuyển giống 100k một cặp. Tiếp theo là một màu tím mộng mơ, một màu tím thị trung nên người ta kêu là rồng tím Latium nha anh chị em. 50k một cặp nha anh chị em. Rồng tím Latium 50k một cặp. Giá cực kỳ rẻ luôn, màu tím cực kỳ đẹp luôn. Anh chị em cần thì liên hệ số điện thoại Zalo bên em có hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em nha anh chị em. Rồng tím Latium 50k một cặp. Số lượng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì liên hệ số điện thoại Zalo bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Rồng tím Latium 50k một cặp, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn anh chị em ơi. Anh chị em cần thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Rồng tím Latium một màu tím mộng mơ, một màu tím thị trung.
Thì bên em xin nhắc lại cách thức mua hàng bên kênh Nguyễn Huy Shopee cực kỳ đơn giản. Anh chị em chỉ cần chụp màn hình và gửi qua số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, thì bên em cũng sẽ chốt đơn cho anh chị em trên điện thoại cũng được. Tiếp theo là dòng AB Dumbo màu sắc. AB Dumbo màu sắc 60k một cặp. Dòng này thì nó có vây đuôi, có hoa văn màu vàng cam chấm đồ chấm bi đó chị em, nên nó màu cực kỳ đẹp luôn. Nó đẹp hơn con Dumbo màu sắc. Giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 60k một cặp thôi. Anh chị em cần thì liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. AB Dumbo màu sắc 60k một cặp. Số lượng cũng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì liên hệ size này, size sinh sản anh chị em. Tại vì em không có quay con máy, size sinh sản máy cực kỳ bự luôn. Anh chị em cần liên hệ số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. AB Dumbo màu sắc 60k một cặp. Tiếp theo là dòng cá HB Gatesort 80k một cặp anh chị em. Vây đuôi BDS cực kỳ đẹp luôn, ngủ luôn anh chị em. Thì dòng HB Gatesort nó khác con HB Gates là thân nó ngắn nên ta kêu là HB Gatesort. Con máy thì nó thân nó ủ nâu luôn anh chị em. Anh chị em cần thì liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Anh chị em HB Gatesort 80k một cặp, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình đó, anh chị em cần thì cứ liên hệ, thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng toàn quốc là từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k, hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi không tính phí thùng shop. Anh chị em nhận hàng được kiểm tra hàng luôn, anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. HB Gatesort 80k một cặp, số lượng còn ít, anh chị em nhanh tay thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo là dòng rồng xanh BDS Hắc Môn tiễn giống. Rồng xanh BDS Hắc Môn tiễn giống 150k một cặp. Số lượng cũng có hạn, anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Rồng xanh BDS Hắc Môn tiễn giống 150k một cặp, số lượng có hạn, anh chị em cần thì liên hệ. Số điện thoại Zalo bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn. Anh chị em thấy cái vây đuôi BDS cực kỳ đẹp luôn, tia cực kỳ đều luôn nha chị em. Tia này cực kỳ chuẩn luôn, anh chị em mua về làm giống thì cực kỳ ok luôn. Rồng xanh BDS Hắc Môn tiện giống, giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 150k một cặp thôi. Số lượng cực kỳ nhiều luôn, anh chị em cần thì liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn. Tiếp theo là dòng full ghép Blue Air 50k một cặp anh chị em. Size này là size sinh sản anh chị em. Full ghép Blue Air size sinh sản anh chị em, giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 50k một cặp. Dòng này thì phù hợp cho anh chị em thích màu đỏ của con full ghép, màu xanh của con Dumbo, tai bơi màu xanh thì của con Dumbo, màu đỏ thì thân mình của con full ghép anh chị em, được like chung anh chị em, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hời luôn. Full ghép Blue Air chỉ có 50k một cặp. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo là một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp là gồng tím, gồng đỏ latium 50k một cặp anh chị em. Size sinh sản, size cực kỳ lớn luôn, giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 50k một cặp. Gồng đỏ latium 50k một cặp, số lượng cực kỳ nhiều, anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình. Đây em đang show cận cảnh trên vợt cho anh chị em thấy, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Số điện thoại Zalo thì bên em có ghim trên góc phải đó, anh chị em cần thì liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Thì giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn anh chị em ơi. Tiếp theo là dòng full ghép BDS, nghe anh chị em, full ghép BDS là 100k một cặp, combo 5 cặp thì 400k, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hời luôn. Full ghép BDS, anh chị em cần thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn, số lượng có hạn luôn. Anh chị em cần thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì bên em xin nhắc lại cách thức mua hàng bên kênh Nguyễn Huy Shopee cực kỳ đơn giản. Anh chị em chỉ cần chụp màn hình gửi qua số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k, hỗ trợ cái thùng shop cho anh chị em chơi không tính phí thùng shop. Full ghép BDS lẻ 100k một cặp, combo 5 cặp thì 400k. Tiếp theo là dòng Meta Bluetail 70k một cặp, combo 5 cặp thì 300k. Giá cực kỳ rẻ luôn, anh chị em mà tính ra, anh chị em mà mua 5 cặp thì chỉ có 300k một, tính ra chỉ có 60k một cặp thôi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Thì anh chị em thấy cái vây BDS cực kỳ bự luôn,
Hoa dân chấm bi cực kỳ đẹp luôn anh chị em, Meta Blue Tail 70k một cặp, combo 5 cặp thì 300k, giá cực kỳ rẻ. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình đó. Anh chị em cần thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc anh chị em điện trực tiếp cho em số này cũng được. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Thì anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá của anh chị em thích và anh chị em gửi qua Zalo bên em thì bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì bên em cũng có bán cám Thái Event 3 năm. Thì một hũ này cám Thái Event 3 năm là 50g giá 30k. Thì bên em chỉ nhận ship cám chung với cá thôi anh chị em, chứ không có ship cám riêng lẻ. Nếu sắp ship cám riêng lẻ thì giá cực nó phí ship cao quá thì tội nghiệp cho anh chị em. Nên anh chị em cần mua cám, có mua cá đó thì cứ liên hệ chung em đóng gói, em gửi cám với cá chung luôn cho rẻ phí ship cho anh chị em. Chứ một hũ cám giá trị không có nhiều tiền, mà ship riêng cho anh chị em thì tốn phí cao quá, anh chị em cũng thông cảm. Thì bên em cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi hết sức để cho anh chị em ưu đãi cho anh chị em, giá cả cực kỳ hữu nghị, ưu đãi hết sức luôn. Thì anh chị em có thí dụ có mua cá mà có cần mua cám thức ăn gì cho cá ăn đó thì cứ liên hệ cám Event 3 năm 50g chỉ có 30k thôi, giá cực kỳ rẻ hữu nghị luôn anh chị em. Thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã đăng xem video của bên em. Thì chúc mọi người xem kênh của em vui vẻ và tiếp tục ủng hộ kênh của em. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhờ mọi người đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nguyễn Huy Ruby, có động lực làm những video mới mẻ, những video hấp dẫn để cho anh chị em xem những chú cá bảy màu. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ kênh Nguyễn Huy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại một lượt like, một lượt bình luận, một lượt subscribe để đăng ký kênh ủng hộ Nguyễn Huy Ruby. Chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ Nguyễn Huy Ruby trong suốt thời gian qua.